Chơi là được khoảng bao nhiêu tiếng như anh nhỉ? Khoảng tầm 8 tiếng, 8 đến 10 tiếng. 8 tiếng. Đây. Không biết là mọi người nhìn rõ không? Đấy, khô. Cũng khá là khô nhá. Nhìn nó hấp dẫn không? À, bây giờ mình sẽ cho nó ra. Quá đỉnh luôn. Ơi, khô. Rất ngược luôn này. Đấy. Nhờ kiểu như đứng chào. Cái kiểu bút này giống con tàu hê. Chào chào cờ ấy. À, rất từng con ra. Tàu hê đấy mọi người. Bây giờ sẽ bắt đầu đem nướng lên nữa nhé mọi người nhé. À. Ui, cảm giác nó mỡ lắm. Thích mặt chá màn. Mỡ gì, nó ngon hết mỡ rồi. Đây là màu để lại nó đẹp thôi. Mỡ, vẫn ngấy đấy, mình nghĩ là ngấy đấy. Ừ, gãy chân. Gãy là gãy nè. Cái món sông khói này là món tủ của anh em mình. Thế nên phải sông khói để lâu nhỉ? Để lâu thì khả năng không ngon, tại vì nó sẽ quắt hết thịt. Con chuột nó có ít thịt lắm này. Toàn da thôi. Nếu mà quắt hết nhưng mà da nó dai quá thì không ăn được thì cũng hỏng. Ây! Bây giờ còn phải nướng nữa mà. Nào, tao ra để lấy nhá. Lấy để nướng. Wow. Bây giờ bắt đầu nướng nó lên nhé mọi người nhé. Cảm giác nó khô. Khô muốn gãy đuôi rồi. Ngon nhỉ. Đây. Đây. Trời. Quá hấp dẫn luôn. Ui. Đấy. Đấy. Sông sông. Nướng ở một cái tan bếp có khói này thì thoảng hay xúc động lắm mọi người. Chỉ cần nướng qua thôi nhá mọi người nhá, không cần phải nướng kỹ đâu, tại vì nó chưa chín hẳn á, mình sẽ nướng cho nó chín luôn. Hàng xóm đánh nhau như nào đó mọi người. Hàng xóm thì thoảng hay trao đổi vợ công. Vợ chồng gọi là giờ tức rồi nhá. Giang Long chồng ăn trưởng với cả không. Kiểu ông trên kênh. Mọi người biết nếu mà đánh vợ thì gọi là gì không? Giỏi võ. Chửi vợ là gì không? Giỏi văn. Nếu mà vừa đánh vừa chửi ấy, người ta vẫn gọi là chồng toàn. Chồng luôn. Ok mọi người ơi, anh em mình đã hoàn thành xong cái món gọi là chuột vun khói rồi nhá. Cũng có thể gọi là được là chuột gác bếp. Anh em mình đang muốn thử tất cả các món ăn, gọi cái gì anh em gác bếp xem thử xem ngon không nhá. Cho lò vun khói và anh em mình ăn bao ngon luôn. Đấy, nhìn này. Đấy, ôi trời. Nhưng mà mình thấy nếu mà chuột vun khói này thì cũng ngon, nhưng mà không ngon bằng mà bằng mà nướng anh tẩm nước gia vị thiếu vị, đáng nhiên phải nước riêng khẩu siêu riêng gác bếp vậy là cứ phải siêu cay mọi người, siêu cay thì nó mới sau nó bóc ra mới ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nha. Tiết hàng nhá. Ui. Thịt nó vẫn thế này đó. Nhưng mà nó được cái nó dai hơn lúc nãy đâu. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Wow. Gác bếp bao giờ thịt nó cũng sẽ đỏ đỏ như thế này nhá. Kể cả trâu gác bếp như thế, kiểu nó sẽ khô nước đi đấy. Ngon. Món này nhậu hết giờ mọi người ạ. Quá đỉnh luôn mọi người. Ngập mồm, ngập mồm. Đấy gọi là ngập mồm. Ngon. Đỉnh cao. Thơm ngon dai lắm nhá. Nhưng mà cái vị của con chuột này, các bạn nó là vị gì nhỉ? Hả? Ngon lắm mọi người. Vị chuột chứ vị gì? Vị chuột ấy. Những người mà cứ ăn chuột này lắm không biết là vị của nó ngon lắm. Nói chung sợ chuột thì xem anh em mình ăn thịt chuột là thịt chuột chứ không sợ chuột. Món này nhá, đại khái là ngon.
Nhưng mà mình phát hiện ra ấy, là nếu mà gác bếp muốn ngon ấy, là sẽ làm sạch như anh em mình nhá. Treo lên đấy gác khoảng tầm 30 phút thôi. Gác chỉ 30 phút thôi xong rồi nó nở cái màu đẹp lên, xong cho ra nướng ăn ngon hơn bao khuê luôn. Để như thế này nhá, giả dụ con chuột như này thì nó sẽ cái mỡ gác bếp ấy thì cái mỡ nó không chảy được, mà cái nước nó chảy ra thoát hết sang khỏi con người con chuột, thế nên là nó sẽ bị dai hơn và cái mỡ thì nó sẽ cảm giác trông nó ngấy hơn, nhưng mà vẫn ngon nhé mọi người nhé, trông nó ngấy hơn đấy, bóng không, bóng đây là toàn mỡ chuột đấy nhá. Nhưng mà cảm giác là vẫn cứ ngon, vẫn cứ gọi là ngon. Nhưng mà nếu mà gác tầm 30 phút xong cho ra nướng thì nó sẽ ngon. Nếu gọi là hong đấy, hong một tí thôi, hong khô con chuột đi, nó tươi ra giói này, à nó đỏ ra giói này, giống miếng thịt quay. Mọi người ăn thịt lợn quay nhiều chắc biết. Quay như kiểu con lợn sữa ấy nhỉ. Cái da nó ấy. Đây gọi là món tí đúc lò. Tí đúc lò đấy. Ngon. Quả da này, quả da này, nói thật ra là không ngon. Gác bếp không ngon, mất vị ngon của chuột. Nướng quả da này nó dai quá, kiểu như là nó sẽ dai theo kiểu là kiểu gì nhỉ, không phải kiểu dai ngon, mà cũng ngon nhưng mà nó kiểu dai bì. Đấy, còn thịt nó thì ok nhá mọi người nhá, chuẩn bị luôn. Ui giời ơi, dai bì. Nói chung là cứ thịt chuột là nhậu là hết giờ. Nhiều người đúng thật là sợ con chuột và nhiều người không dám ăn thịt chuột. Ai muốn vượt qua nỗi sợ hãi lên với anh em mình ăn thử một bữa nghiện luôn. Tôi chỉ cần bỏ lông lá, làm sạch nội tạng với cả bỏ hạch nó đi là ngon. Nói chung là nhiều người vẫn sợ lắm, không dám ăn đâu. Còn anh em mình nói thật, không có gì mà ăn, đi đuổi à? Rồi kia là vậy. Nói chung là ở trên mình người đuổi cũng nhiều, nhưng mà người ta đuổi về ăn hết, người ta chả bán cả. Còn nếu mà muốn mua phải xuống tận làng chuột canh nhậu ở dưới Thạch Thất để mua. Nhưng mà mua thì cũng chả biết thế nào, người ta có khi bắt cả chuột nhà. Thật, có anh em ở dưới canh nhậu từng bảo mình là bắt tất các thể loại chuột. Còn anh em mình mà đã đi đuổi được thì chỉ auto bắt chuột đồng nhá. Chuột đồng sạch là những bãi rộng bát ngàn đấy, như anh em mình quay video trước đây. Hoặc bắt đó, con chuột danh ấy, chuột ăn cây khỏi danh á. Đúng không? Ăn cái mốc hùm á thì nó ngon. Nó có con cho ra nó gần 1 cân rồi nhá. Chứ còn con chuột cống mình nhưng đã mà phải ngoài đùi cơ. Ngoài đùi mình đã từng mà mua dính cái chuột gọi là chuột cống người ta bắt rồi. Nói chung là về anh em mình biết ngay, nó chỉ bị dính một lần thôi, mình đặt hàng ship đến mà. Ui, mình chỉ dính một lần đấy. Đây gọi là cống gì nhỉ, da bò. Da bò dài lắm ngấy nhỉ. Tuyệt vời chưa, kinh khủng điển luôn. Nói chung là thịt nó phê lắm. Má ngon rồi. Thôi, khả năng clip này mình xin phép kết thúc ở đây đang để cho một số người đang theo thịt chuột. Thì càng 15 miền đang không, rõ rãi đến chân rồi. Không dám vào đó thì đấy, kiểu là dạng như thế. À, đúc kết lại món thịt chuột này nha, ok mọi người ạ. Nếu mà được khoảng 80%, 70%, gọi là 7 điểm,
Còn tuột nướng bình thường 10 điểm cho nên 7. Không nên gác bếp. Nếu mà gác thì gác tầm 30 phút xong rồi cho ra nướng thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà mình nói thật, nếu mà gác khô ấy, gác khô đét như kiểu trâu gác bếp ấy thì hỏng luôn. Cả con chuột này có tí thịt, nếu mà đấy này là chỗ này hết sạch thịt luôn nhá. Thì nó ở trên này không giòn đâu, nó dai. Còn tí thịt ở đùi thì sẽ không ngon nữa. Đấy, đại khái là bảy điểm. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip hay thì để lại một like, một comment, một đăng ký kênh giúp đỡ cả nhà. Tất cả mọi người. Bye bye mọi người.